ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át, vì chuyện tranh ra quá lâu, cứ đà này phải gần 10 năm nữa mới hết chuyện nên mình làm bộ này để anh em được trải nghiệm chuyện nhanh hơn. Video sẽ tập trung vào tâm lý nhân vật, phân tích cốt truyện nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Chúc anh em xem video vui vẻ, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, ba đạo huyền kiếm phía trước hợp lại làm một, một luồng kiếm ý trước nay chưa từng có tản ra. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động, kiếm thế của Vũ cũng theo đó ngưng lại kiếm chảm tinh thần một tiếng quát nhẹ chỉ nhìn thoáng qua tia kiếm khí kia cũng làm người vĩnh sinh khó quên trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ mặc dù ở trong mắt đám người thôi bác trình độ sức mạnh như thế còn chưa đủ thương bọn họ nhưng vô thượng kiếm ý kia là nhắm thẳng vào vũ đạo đỉnh cao như quân lâm thiên hạ con ngươi của thương cũng đột nhiên mở ra trong con người hắn hạo thiên kiếm khí của vũ đột nhiên dập tắt kể cả tính mạng của hắn đồng thời hóa thành cho bụi không còn bất cứ dấu vết gì hai mắt của hắn chậm rãi nhắm lại trầm giọng nói ngày ta thành yêu hoàng yêu tộc sẽ không còn có đại tế tư lần thứ hai mở mắt ra trong con người lập loài kiên quyết hai tay hắn bay lượn đánh vào trong câu xá luân mấy đạo quyết ấn màu vàng cả trận thế biến đổi cỗ lực lượng kia từ từ tàn ra bắt đầu hướng về câu xá luân ngưng tụ lê từ trong đau buồn phục hồi tinh thần lại cả kinh nói thương đại nhân ngươi đây là trong mắt thương ngoại trừ kiên quyết còn có lệ khí ngập trời lạnh lùng nói ta muốn những người này toàn bộ chôn cùng cho vũ còn có câu xá luân này yêu tộc chí bảo ta cũng không cần. Câu xá luân ở trên không trung phát sinh rung động mãnh liệt, bị sức mạnh tập hợp mà đến xung kích run rẩy liên tục, thương dĩ nhiên muốn triệt để bỏ qua câu xá luân, đem người phía dưới dập tắt toàn bộ. Lê hé môi, muốn mở miệng, nhưng trung quy là nhịn xuống. Giờ khắc này trong trận pháp đã hiện ra hiện tượng tan vỡ, sau khi một thức kinh thiên kia biến mất, Lý Vân Tiêu hoàn toàn mất đi lực lượng, bất diệt kim thân cũng thuận theo tan vỡ, từ trên không trung ngã xuống. Vân Thiếu, đám người đinh linh nhi kích động xông ra ngoài. Lực lượng trận pháp bị đánh tan, long uy của tường tử tựa hồ không có cường đại như lúc trước trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trong chọc vào yêu long lộ ra vẻ khó tin yêu long phi thân mà xuống nâng đỡ lý vân tiêu sau đó chỉ tay về mi tâm thiên mục mở ra yêu long một tay bấm quyết chậm rãi từ trong cơ thể hắn rút ra giới thần bi hắn cùng lý vân tiêu vốn là linh hồn nhất thể đối với giới thần bi cũng có cảm ứng rất lớn đều đi vào những yêu nhân kia muốn làm nổ toàn bộ trận pháp rồi yêu long hét lớn một tiếng đánh về giới thần bi mấy đạo pháp quyết đối với giới thần bi hắn cũng chỉ là có cảm ứng mà thôi, không thể như Lý Vân Tiêu tùy tâm sở dục khống chế. Ngươi, ngươi là ai? Mạc Tiểu Xuyên sững sờ, ngơ ngác nhìn Yêu Long, tựa hồ cảm thấy rất quen mắt. Không có thời gian, mau dẫn hắn đi vào tìm viên cao hàn, nhìn còn có thể cứu không. Ta cùng Lý Vân Tiêu linh hồn nhất thể, đồng sinh cộng tử, ngươi xem thân thể của ta, sắp tiêu vong rồi, Yêu Long vội vàng hét lớn. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh, mặc dù Yêu Long này là hồn thể, nhưng giờ khắc này xác thực càng ngày càng nhạt, lẽ nào biểu thị lý vân tiêu tiêu vong hắn không dám do dự vội vàng ôm lấy lý vân tiêu nhảy vào trong giới thần bi mấy người đinh linh nhi cũng không cam lòng lạc hậu từng cái đi vào hồ lô tiểu kim cương lúc trước bị vũ đập vỡ hai cánh tay cũng khôi phục hơn nửa ở dưới yêu long triệu hoán chạy tới nhảy vào trong đó chuyện này ta không hoa mắt chứ chuyện gì thế này ngọc bi kia có thể hấp người đi vào trong kết giới tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mẫn thành tương cả kinh há hốc miệng nói không phải chỉ có siêu phẩm huyền khí như mới có thể làm sao. Lẽ nào khối ngọc bi này giống như nặc á chi chu? Thôi bác cười khổ nói, hắn làm tất cả đã không thể dùng lẽ thường suy đoán, ngươi xem yêu hóa hồn thể kia, lẽ nào là đạo hồn phách thứ hai của Lý Vân Tiêu. Trên đời công pháp có thể tu ra đệ nhị hồn, cũng chỉ nghe qua băng phách công của trưởng lão phái ta Vũ Văn Bác mới có thể làm được. Yêu Long ở sau khi mọi người nhảy vào giới thần bi, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đem giới thần bi hòa vào trong cơ thể của mình, sau đó dùng đằng long pháp thân hóa thành long hình, hướng về vết nứt không gian trên trời cao phóng đi. Cái gì? Hắn muốn xông vào vết nứt không gian, này không phải muốn chết sao? Tất cả mọi người thương minh kinh hãi đến biến sắc, từng cái từng cái ngơ ngác trong vết nứt không gian, coi như là vũ đế cường giả cũng không dám lấy thân mạo hiểm, tùy thời đều có nguy hiểm hồn tiêu phách tán. Sắc mặt thôi bác khó coi nói, hắn dĩ nhiên lựa chọn trốn vào vết nứt không gian, lẽ nào tình thế bên ngoài đã gay go đến trình độ như thế sao? Hắn ngửa mặt lên trời nhìn, chỉ thấy sức mạnh kinh khủng ở trên câu xá luân ngưng kết không ngừng áp xúc lại trong trận pháp vũ cùng lý vân tiêu chiến đấu là khắp nơi bừa bộn các loại năng lượng mặt trái tràn ngập không ngừng lấp lóe khuôn mặt thương hầu như muốn vặn vẹo nhìn chằm chằm yêu long lao ra vết nứt giận dữ hết đừng vội đi năng lượng của câu xá luân vẫn chưa thể tụ tập đến to lớn nhất nhưng đã không kịp đợi lý vân tiêu sinh tử không biết hắn là không cho phép những hung thủ giết vũ này đào tẩu mấy đạo ánh sáng tụ hợp vào trong câu xá luân hình nữ tử kia lần thứ hai nổi lên hai tay bấm quyết cùng quyết ấn trong tay thương xa xa đối lập càng là luyện thành nhất thể chúng sinh châu ngựa chư thần long tượng bát nhã câu xá thương khẽ quát một tiếng quyết ấn đập xuống trên câu xá luân phát sinh nổ vang cực cường một đạo khí tức kinh khủng tàn ra những sức mạnh bị áp xúc đến vô cùng vô tận kia lập tức thả ra ngoài xung kích xuống như một đạo diệt thế thần quang từ cửu tiêu hàng lâm dưới ánh hào quang này mọi người trong kết giới đều cảm nhận được khí tức tử vong từng cái từng cái ngơ ngác nhìn dĩ nhiên bị sức mạnh kia làm kinh sợ giải ra không được mọi người mau vào trong chấn thiên tháp của ta liên thủ chống đỡ bằng không chỉ có một con đường chết vào lúc này la anh trước hết phản ứng lại không nói hai lời liền ném ra chấn thiên tháp ở trong kết giới tạo ra hóa ra độ cao hơn 10 mét làm cái thứ nhất vọt vào người còn lại rốt cục cũng tỉnh táo từng cái từng cái đáy lòng phát lạnh tranh nhau phóng đi la anh giống to tất cả mọi người thả ra sức mạnh trên người để tháp ta hấp thu nguyên lực bằng không căn bản gánh không được một kích này thậm chí đã có sức mạnh tiếp cận vũ đạo đỉnh cao Thôi bác ở trước khi nhảy vào, hướng về thiên cương pháp lang bàn cách đó không xa, trong tay đánh ra một đạo kinh khí, đánh tới pháp bàn bị kinh khí xung kích từ trên mặt đất bắn lên, không ngừng xoay chuyển, bay về phía bầu trời, hướng ánh hào quang kia bay đi. ầm, thần quang hạ xuống, trực tiếp đánh vào thiên cương pháp lang bàn, ánh sáng phòng ngự ở phía trên cũng không kịp sáng lên, liền bị phá thành năm mảnh, triệt để hóa thành mảnh vỡ bay vụt ra. Lực lượng thần quang bị ngăn cản một thoáng, diệt thế oai không giảm, tiếp tục đánh xuống giờ khác này trấn thiên tháp đã có mấy chục người tất cả đều là hạt nhân vòng trong cửa tháp vào đúng lúc này đột nhiên đóng người bên ngoài còn chưa tiến vào nhất thời sắc mặt thảm biến tâm tình như đá chìm đáy biển tiến vào trấn thiên tháp ngoại trừ thất đại thương minh ra chí ít cũng là vũ tôn cấp cường giả ở dưới sự chỉ huy của la anh đem toàn bộ sức mạnh rót vào trong tháp toàn bộ cự tháp bùng nổ ra hào quang óng ánh huyền khí oai cấp 9 và đúng lúc này triệt để tuôn ra từng đạo từng đạo ánh sáng màu sắc rực rỡ tản ra cực kỳ rực rỡ ngoài tháp gần vạn người tất cả đều chửi bậy không người có tâm tình thưởng thức thân tháp dị biến người người nhôn nháo vẫn là hướng về phụ cận tháp vọt tới hy vọng có thể đạt được một chút che chở âm thanh của la anh đột nhiên vang lên lạnh lùng nói mọi người đồng tâm hiệp lực liên thủ phòng ngự có thể có cơ hội sống nếu ngồi chờ chết chắc chắn phải chết lời của hắn ở trong lòng mọi người vang vọng tuy rằng biết rõ ở ngoài tháp tỷ lệ còn sống gần như không nhưng ngoại trừ liên thủ một kích lại không có phương pháp khác lập tức gần vạn ánh sáng lóng lánh mà lên nhằm phía bầu trời trong tháp sắc mặt thôi bác trắng bệch than thở mặc dù liên hợp xuất thủ cũng là chắc chắn phải chết mọi người trung quy là thương minh không thể để bọn họ tiến vào tháp ta đã tâm tình bất an vì sao lâm thời còn phải bị người lợi dụng trong giọng nói của hắn tựa hồ khá là bất mãn la anh lạnh lùng hừ nói mặc dù là chúng ta liên thủ kích phát chấn thiên tháp ta cũng không có nửa phần nắm chặt có thể sống sót nếu bọn họ là hẳn phải chết vì sao không thể vì chúng ta kéo dài cống hiến một ít sức mạnh như vậy chỉ ít bảo tồn sức mạnh nòng cốt của thương minh tương lai cũng có thể vì bọn hắn báo thù. Thôi bác lặng lẽ không nói, hắn không thể không thừa nhận đây là cách làm lý trí nhất, chỉ là trên cảm tình thực sự có chút khó có thể tiếp thu. Trương Sùng cắn răng cả giận nói, những yêu tộc này, chờ tránh thoát kiếp này, ta nhất định phải lột ra chóc thịt bọn họ. La Anh lạnh lùng nói, không chỉ như vậy, còn có từng tử kia cũng nhất định phải điều tra rõ thân phận, chân trời góc biển cũng phải đánh giết. Thời điểm tất cả mọi người căn phẫn sục sôi, bên ngoài thần quang hạ xuống, các tiếng kêu thảm thiết khóc thét không ngừng, thân tháp cũng kịch liệt rung động. Yêu nhân, ta liều mạng với các ngươi, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nếu như có thể bất tử, sau này giết hết yêu thú trong thiên hạ. Ta không muốn chết, ô ô ô, ta ngày hôm trước mới cưới hai lão bà xinh đẹp. Các loại âm thanh đồng thời vang lên, nhưng đảo mắt liền bao phủ hoàn toàn, không nghe được bất kỳ tiếng vang, hóa thành tĩnh mịch, chỉ có tiếng ầm ầm không ngừng ở trên mặt đất vang vọng. Trên trời cao, một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ trong đại địa không ngừng truyền ra tiếng nổ vang rền, thì không còn bất kỳ thanh âm gì. Dưới diệt thế thần quang kia, không chỉ có thành trì câu diệt, đại địa cũng hiện ra nhiều khe nứt khủng bố dị thường. Vài tên đại yêu ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời nhìn chằm chằm phía dưới. Nhưng đám người Đường Kiếp là xem mà giật mình, sau khi ánh sáng tan hết, thương thành đệ nhất thiên hạ, không chỉ có nhân viên chết hết, ngay cả thành trì cũng ở dưới một kích này triệt để hóa thành cho bụi, trở thành đất hoang. Nếu như mấy ngày trước, có người nói với bọn hắn tống người xương thành sẽ tiêu vong như vậy, sợ là bất luận người nào cũng sẽ không tin tưởng nhưng hiện tại chỉ chớp mắt liền thành hiện thực tương tử cũng thu hồi lực lượng long uy đoạn xương sống khôi phục lại hình dáng của la hậu thần thương song rác trên trán dần dần ẩn lui khôi phục thân thể nhân loại đã chết rồi sao đều đã chết rồi sao lý giật nhìn phía dưới tự lẩm bẩm ầm câu xá luân đột nhiên phá tan ra cũng không biết là chất liệu gì làm thành một khi tổn hại liên hóa thành điểm điểm trầm tinh tiêu tan trên không trung thương vỗ hỗn thiên nghi một cái nhất thời phát sinh vạn đạo hào quang ở trên không trung không ngừng thoáng hiện xuất hiện chư thiên tinh đấu. Lên nói: "Thương đại nhân, Hỗn Thiên Nghi này." Thương Hiếm thấy quét đi vẻ âm trầm, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Không sai, Hỗn Thiên Nghi rốt cục khôi phục như lúc ban đầu." Hắn lần thứ hai vung tay lên, Hỗn Thiên Nghi ở giữa bầu trời không ngừng thôi diễn vũ đạo biến hóa đột nhiên thu nạp hết thảy ánh sáng, gào thét mà xuống, rơi vào trong tay hắn, rực rỡ như mới. Khuôn mặt lê lộ ra cô đơn cay đắng nói: "Hy sinh vũ, chết hơn 300 ngàn người, trung quy là thay đổi Hỗn Thiên Nghi tân sinh, cũng coi như đáng giá." trên mặt phù cũng có chút cô đơn bi thương không ngớt nói mâu cùng vũ lục tục từ trần bây giờ chỉ còn lại ta dực còn có lê đi theo đại nhân thương động dung nói thiên hạ không có yến hội không tan cũng không có đại yêu vĩnh hằng bất tử phải người sống cả đời sở cầu là vương bá hùng đồ chỉ cần có thể vấn đỉnh đỉnh cao thế giới chết nhiều người hơn nữa cũng đáng giá khuôn mặt đường kiếp lộ ra vẻ dữ tợn trên mặt lập lòe tia sáng yêu dị trừ trưởng lão cùng bốn tên vũ đế sắc mặt nghiêm túc không nói một lời nội tâm bọn họ cũng đang dãy ruộng, mình rốt cuộc là đúng hay sai. Lý giật đứng ở một bên, lặng lẽ không nói, không nhìn ra nội tâm suy nghĩ, chỉ là ngưng mắt nhìn phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch trống không. Vô số thi thể giải rác, oán khí xông thẳng lên đến, để hắn bất giác hơi bị lạnh. Đột nhiên từng tử từ nói, sự tình đã xong, các ngươi hứa hẹn đâu. Vì sử dụng long uy tới kéo dài lâu như vậy, ta là tiêu hao ba khối long tinh cuối cùng, giá trị to lớn các ngươi hẳn phải biết. Thương nói, long tinh đối với vũ giả bình thường mà nói, giá trị còn trên long thân bí bảo nhưng đối với ngươi mà nói long thân bí bảo là tồn tại cao hơn tất cả hắn lấy ra một vật cũng không thèm nhìn liền ném tới khuôn mặt tường tử lộ ra vẻ kích động vội vã tiến lên nắm lấy hướng về trong tay vừa nhìn lập tức cả người chấn động mạnh một luồng uy nghiêm vô hình thẳng vào hồn phách hắn ha 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 quả nhiên là móng vuốt chân long ha 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 tường tử ngửa mặt lên trời cười to hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào cơ năng thân thể nhanh chóng khôi phục khuôn mặt lộ ra ý cười quái lạ nói Thương tiên sinh, vừa nãy huyền khí hình cầu kia của người ta xem rất yêu thích, có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Tất cả mọi người sững sờ, toàn bộ đều giận tái mặt, lạnh lùng theo dõi hắn, thương híp mắt, từ tốn nói, tương tử, ngươi muốn đánh chủ ý hỗn thiên nghi của ta, ngươi điên rồi sao? Tương tử nhếch miệng lên, cười nói, nguyên bản là vô ý, thế nhưng hỗn thiên nghi này của ngươi ta càng xem càng giống như là thánh khí, rất muốn đánh cược một lần. Ồ, chân mày thương cau lại, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng chúng ta hoặc là muốn dựa vào chiêu chân long tức kia, không có long tinh chống đỡ, ngươi có thể triển khai bao lâu? hoặc là ngươi còn có long tinh? Tường Tử cười nói, long tinh là thật không có, nhưng ngươi cho ta long thân bí bảo, ta rất muốn thử xem uy lực. Đường Kiếp cả giận nói, Tường Tử ngươi điên rồi sao? ngươi chỉ là có bốn cái long thân bí bảo mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể biến hóa ra chân long? Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Xem ra câu nói này lại muốn nghiệm chứng một lần. Tường Tử châm chọc hừ nói. Ngươi là đồ vô sỉ ngay cả tộc nhân của mình cũng có thể bán đi, có mặt mũi gì nói chuyện với ta, chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Ngươi, đáng chết, trừ trưởng lão, giết hắn cho ta. Đường kiếp phẫn nộ quát, vừa nãy lực lượng Long Uy để hắn đối với Tường Tử có kiên kỵ, mình không dám tiến lên. Trừ trưởng lão nhíu mày, vẫn là tuân mệnh xông lên phía trước, lấy hắn xem ra, mặc dù Tường Tử mạnh hơn, nhưng nếu không có Long Uy trợ trận là không có thể thắng được hắn, Lâm Không một trưởng liền đập tới, để thử hư thực của Tường Tử. Ha ha Chó săn lên trước cũng được, liền để các ngươi nhìn uy lực của Long thân bí bảo, mỗi tập hợp nhiều một cái, sức mạnh là tăng cường gấp 10 lần. Khí tức của Tường Tử biến đổi, lần thứ hai hóa rồng, chân long móng vuốt lập tức hòa vào trong cơ thể hắn, một cánh tay hóa thành xích màu đen, hướng về trường ảnh trên khâu trung một chảo chảo xuống. Ầm, trường ảnh của trừ trưởng lão lập tức bị nắm nát tan, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau một chảo long uy không giảm, chấn động hạ xuống, kinh sợ đến mức hắn vội lùi về sau. Long lân trên người Tường Tử lần thứ hai hiện lên, đầu mọc hai sừng một tay thành móng vuốt màu đen, một tay nắm trường tiên long chi cột sống, thô bạo mười phần đứng ở trên không trung, cười to nói, ha ha, lực lượng cường đại không gì sánh được, mặc dù bốn long thân bí bảo không cách nào biến thân chân long, nhưng đủ để ta thành tựu bán long thân, thương, ngươi nói ta có tư cách hỏi mượn hỗn thiên nghi hay không. Trừ trưởng lão giận dữ, đang muốn xông lên phía trước, lại bị thương ngăn lại, từ tốn nói, cũng tốt, ngươi đã muốn nhìn, ta liền để ngươi ngắm nghĩa cẩn thận. Tay phải hắn nặn ra một cái quyết ấn đơn giản, hỗn thiên nghi nhất thời từ trong ngực hắn phi ra ánh sáng lấp lóe hiện ra chư thiên tinh đấu bầu trời một thoáng liền mở đi tay tường tử nắm trường tiên bỗng nhiên căng thẳng toàn thân bắt đầu đề phòng tuy rằng khí tức huyền khí kia cũng không để hắn cảm giác không khỏe nhưng mình muốn đối mặt dù sao cũng là thánh khí trong truyền thuyết uy năng cũng chỉ nghe qua ở trong truyền thuyết không sốt sắng là không thể thương hơi điểm nhẹ nói tinh thần trụy bầu trời đầy sao bỗng nhiên bùng nổ ra ánh sáng cường đại từng cái từng cái thoát ly quỹ tích vận động ban đầu bắt đầu từ trên trời rơi xuống đánh úp về phía tường tử, ánh sao như mưa mà xuống. Hừ, đây chính là thánh khí oai sao, tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Long tiên trong tay tường tử chấn động, nhất thời phát sinh một tiếng long ngâm, dần dần hình thành từng đạo từng đạo quyền hình. Đem hắn quay chung quanh trong đó, long tiên lại không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, tản ra khí tức kinh khủng. Thiên sát kinh long tiên, hắn hét lớn một tiếng, long tiên vung quét mà ra. Toàn bộ bầu trời đêm ở dưới một soi kia nứt thành vô số khối không gian to to nhỏ nhỏ, lực lượng hắc long bao phủ mà lên, đem ánh sao ngút trời nuốt chừng từng cái. Thương lạnh lùng nhìn, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, năm ngón tay nắm chặt, nhẹ giọng nói, bảo. Con ngươi từng tử bỗng nhiên áp xúc, ngơ ngác nhìn trên roi dài, đã chiếm đầy điểm điểm ánh sao. Đột nhiên lóe sáng giống như ban ngày, một luồng lực lượng khó có thể ngang hàng trực tiếp cắt đứt long khí của hắn. Oanh, long tiên vào đúng lúc này vỡ ra, kịch liệt thu nhỏ lại, khôi phục lại dáng dấp la hậu trường thương, phía trên không chỉ có linh khí mất hết, hơn nữa hiện ra vết rách tương tử từ cả kinh hút ngụm hơi lạnh trên trán mồ hôi lạnh lã chã mà xuống long tích bị hao tổn liên đới sức mạnh của hắn cũng kịch liệt giảm xuống dưới ngương ác, đột nhiên mang theo trường thương hóa thành một ánh hào quang hướng về xa xa bỏ chạy chỉ để lại tiếng cười to tự diễu chuyển đến ha ha thương tiên sinh quá có ý tứ ta chỉ cùng ngươi đùa một chút mà thôi lại coi là thật chưa từng thấy người nghiêm túc như ngươi sau này còn gặp lại không cần tiễn sắc mặt thương không hề biến hóa lâm không một điểm liền đem hỗn thiên nghi thu vào trong cơ thể toàn bộ trời cao lần thứ hai khôi phục một mảnh thanh minh. Trừ trưởng lão cũng hoảng sợ, vừa nãy từng tử tiện tay chảo một cái, uy lực hắn cũng có mấy phần đánh giá, không nghĩ tới một roi cường đại như thế vứt ra, lại bị hỗn thiên nghi phá tan cả huyền khí. Truy, tại sao không đuổi theo giết chết hắn? Đừng kiếp nhìn phương hướng từng tử bỏ chạy, một bụng lửa giận, lớn tiếng quát hỏi. Thương nhàn nhạt, nhạt, liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới, nhẹ giọng nói, hết thảy đều kết thúc, đi thôi. Nhìn sắc mặt đường kiếp dần dần trắng bệch, Lê Tiến lên giải thích, tuy rằng hỗn thiên nghi được chữa trị nhưng lấy thực lực trước mắt của thương đại nhân còn không cách nào thỏa thích điều khiển vừa nãy một đòn kia nhìn như tùy ý cũng đã là phần lớn sức mạnh tuy rằng tường tử tổn thương một bảo nhưng mà không phải chúng ta có thể dễ dàng giết chết lúc này sắc mặt đường kiếp mới chậm rãi khôi phục hừ nhẹ nói thì ra là như vậy các ngươi muốn khôi phục lại thực lực trước đây cũng không thể rời bỏ tài nguyên của tứ cực môn ta chống đỡ cũng được tường tử này sớm muộn sẽ cho hắn đẹp mặt đúng rồi hiện tại liền đi những người thương minh kia chết hết rồi sao Lý Vân Tiêu đầu. Thân thể Lý Giật cũng chấn động, người thương minh sinh tử hắn không đáng kể, nhưng ba chữ Lý Vân Tiêu là xúc động thần kinh của hắn, vảnh tai lên lắng nghe. Con người thương hơi co rụt lại nói, Lý Vân Tiêu đi vào vết nứt không gian, sinh tử do trời, nhưng ta nhìn hắn là thiên mệnh chi nhân, tám phần sẽ không chết. Nói ra lời này, chính hắn cũng không quá tin tưởng, nhưng nội tâm lại cho rằng như vậy, còn những người thương minh kia. Thương nhìn chăm chú một chút, khẽ cười nói, hẳn là còn có một chút chuột lớn chạy thoát, nhưng lấy thực lực của chúng ta bây giờ, e sợ khó có thể quét sạch. Cái gì? Bọn họ cũng chưa chết. Trong lòng đường kiếp kinh hãi, thất thanh nói, nếu như bọn người la anh cũng chưa chết, sức mạnh thương minh vẫn còn, chúng ta há không phải nguy rồi. Cháu ngược thương lạnh nhạt nói, ngoại trừ người thất đại thương minh, còn lại cơ bản đều chết hết, lấy sức mạnh của tứ cực môn, cộng thêm chúng ta, ngược lại cũng không cần sợ hãi cái gì. Nếu phụ thân ngươi lựa chọn hợp tác với chúng ta, thì nhất định có ý nghĩ cùng thực lực của hắn, ngươi không cần quan tâm. Sắc mặt đường kiếp trầm xuống, chỉ cảm thấy một bụng khó chịu đường kiếp hừ lạnh nói động tác lớn như vậy vẻn vẹn là giết một ít tiểu lâu la hiệu quả quá kém lê nhìn hắn một chút lạnh nhạt nói mục đích của chúng ta cũng không phải giết người mà chỉ là chữa trị hỗn thiên nghi mà thôi bây giờ nhìn lại đã làm được lý vân tiêu ngươi tuyệt đối đừng chết ta chờ tự tay lột ra người sắc mặt lý giật tràn đầy dữ tợn hung hăng nói thương nói có cơ hội đi thôi quyết định của hắn chính là mệnh lệnh cao nhất tuy rằng đường kiếp tâm có bất mãn nhưng mà sẽ không phản kháng lê lấy ra cửu lê chống trận mọi người từng cái nhảy lên chống trận lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng bay về phía chân trời biến mất ở xa xa trên mặt đất hoàn toàn tĩnh mịch khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể này đều là chỗ cách thần quang khá xa bị chấn động ra những chỗ trực tiếp bị bắn trúng từ lâu là hài cốt không còn lần này thương minh song quyết không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết cục như vậy tống nguyệt dương thành được xương thiên hạ thương thành triệt để hủy hoại trong một ngày đừng nói biến thành tử thành hiện tại chỉ còn dư lại vết tích thành trì mà thôi ầm ầm giữa quảng trường phá nát không thể tả lòng đất chuyển đến tiếng động to lớn đột nhiên mặt đất sẵn nứt ra chân thiên tháp như mang sông ra một cái trận pháp phức tạp hiện ra ở bốn phía tháp dần dần nhạt cuối cùng biến mất dầm đột nhiên trận pháp giống như gương phá nát và đúng lúc này chân thiên tháp cũng mất hết ánh sáng người ở bên trong trực tiếp bị cấm chế trong tháp trấn ra té rớt một chỗ mỗi một người đều là sức cùng lực kiệt vừa nãy vì chống đỡ thần quang thân tháp hầu như là hút sạch toàn bộ sức mạnh của bọn họ gần như là đèn cạn dầu giờ khác này nhìn cảnh tượng bốn phía loại vui sướng sống sót sau tai nạn kia lập tức tiêu tan hết sạch từng cái từng cái trận mắt há hốc mồm khó có thể tin trong mắt tràn đầy bi thương thôi bác chỉ cảm thấy ít hầu khát khô thanh âm khàn khàn nói việc này quá mức trọng đại thương minh tổn thất nặng nề chư vị mau chóng về các phái đi chờ đợi tin tức vạn bảo lâu ta tổ chức hội nghị cấp bậc cao nhất trương sùng la anh hoàn toàn là lộ ra vẻ nghiêm túc tống nguyệt xương thành bị hủy đủ để kinh thiên động địa sợ là chẳng mấy chốc sẽ khiếp sợ đại lục thương minh trải qua chiến dịch này đã là nguyên khí đại thương thời điểm mọi người ở đây từng cái từng cái tâm tình cực kỳ trầm trọng cần đan hà lại nở nụ cười nói ha ha tránh được đại kiếp nạn cuối cùng cũng coi như là không chết ha ha trương sùng cả giận nói cần đan hà ngươi cũng xứng trở thành trưởng lão một phái mất mặt cần đan hà lạnh lùng hừ một tiếng tiếp tục cười to không ngớt nàng là hài lòng xuất phát từ nội tâm la anh ngồi dưới đất cương chống thân thể giờ khắc này hắn là suy yếu nhất không chế chấn thiên tháp đã đem sức mạnh của hắn tháo không nói cũng may những yêu nhân kia giết luôn thánh vực chấp pháp xứ lần này không chỉ có thương minh chúng ta lên trận nói xong sắc mặt hắn có chút ảm đạm xuống thôi bác cau mày nói la huynh lần này nhờ có ngươi mọi người có thể tránh được tai nạn này ngươi có công lớn nhất không bằng theo ta về vạn bảo lâu tứ cực môn tựa hồ trở thành nơi thị phi la anh lắc đầu trầm giọng nói càng là như vậy ta càng phải đi về để hỏi rõ ràng đây là mọi người hợp lực ta không dám kể công hẳn là Lý Vân Tiêu công lao to lớn nhất, cũng không biết giờ khắc này hắn còn sống hay không. Tiếng cười của Cần Đan Hà đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nói, "Hừ, sống sót. Đi vào vết nứt hư không, coi như là ta cũng không nắm chặt có thể sống, hắn là trăm phần trăm chết chắc rồi." Tất cả mọi người là trong lòng một trận giận dữ, trên người bùng nổ ra sát khí, mặc dù mọi người đều là thương nhân, nhưng ân cứu mạng này có thể nào đảo mắt liền vong, cảnh tượng Lý Vân Tiêu huyết chiến đại yêu, đấm máu trời cao còn ở trong đầu. Cần Đan Hà cười quái dị ngừng bật, nàng cũng phát hiện lửa giận trong hai mắt mọi người nàng tin tưởng nếu như mình lại cười xuống phòng trưng những người này thật sự sẽ nhào lên xé nát mình nhất thời liền ngậm miệng lại tuy rằng nàng không phải một lão thái bà thông minh nhưng là một lão thái bà vô cùng tiếc liều mạng thôi bác khổ sở nói tiểu tử kia là nhì không thấu những chiêu thức kinh thế hãi tục kia hắn rốt cuộc là ai lần này ngoại trừ truy sát những đại yêu kia ra một nhiệm vụ khác chính là vận dụng sức mạnh toàn thương minh đem thân phận lý vân tiêu tra rõ ràng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ bốc lên một người có thể triển khai kiếm quyết của cổ phi dương thiên kiếm đồ của thần tiêu cung luyện thể thuật của ngạo trường không còn có phương pháp phân hồn hơn nữa huyền khí cuối cùng của hắn sắc mặt khô vàng của tuyên ngọc đường vẫn luôn không có biểu hiện vào lúc này hơi có chút thay đổi sắc mặt ánh mắt đám người thôi bác đều nhìn hắn tựa hồ hắn đối với lai lịch của lý vân tiêu có một ít tình báo nhưng vẫn như cũ là trầm mặc địch sinh hóa rốt cục không nhịn được hết lớn lão tuyên đã đến lúc này ngươi có tình báo còn che đậy mau chóng lấy ra chia sẻ sắc mặt tuyên ngọc đường không hề thay đổi lạnh nhạt nói không có tình báo ngươi địch sinh hóa tức đến liên tục đập nát mấy khối thạch đầu bên người xoay người không muốn lại nhìn tới hắn la anh cười khổ nói có thể tự thành ngày địa thu nạp vạn vật cũng chỉ có siêu phẩm huyền khí chỉ là bất luận một tồn tại nào đều là kinh thiên động địa chúng ta cũng không có thể phán đoán bệnh trương sùng bình tĩnh nói hơn nữa những đồ vật này một khi truyền ra đối với lý vân tiêu ảnh hưởng sữa cũng là vô cùng to lớn nếu không phải vì cứu mọi người ta nghĩ hắn sẽ không bộc lộ ra nhiều lá bài tẩy như vậy. ta kiến nghị thương minh liên thủ trước bảo vệ hắn. hùng, lời ấy có lý. thôi bác gật đầu nói. thương nhân tuy nhìn lợi ích nhưng cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. sau khi hắn nói xong, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía cần đan hà. cần đan hà hừ lạnh một tiếng không nói, còn lại đều là đồng thời gật đầu tán thành. sau khi thỏa thuận, tất cả mọi người bắt đầu an tọa khôi phục khí lực. tứ đại truyền tống trận của tống Nguyệt dương thành hủy sạch. bọn họ muốn đem tin tức truyền đi sợ không biết phải mất bao lâu thời gian cũng không vội ở nhất thời mấy canh giờ sau đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên hừng đó là cái gì đột nhiên trương sùng ngẩng đầu lên ngóng nhìn bầu trời một bóng đen từ trên trời rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh tất cả mọi người trong lòng hơi động theo ánh mắt của hắn nhìn đi điểm đen nhỏ kia từ từ lớn lên dĩ nhiên là một huyền khí hiện ra hình tháp đang nhanh chóng rớt xuống mà chỗ cần đến đúng là chỗ bọn họ ngồi đó là trong mắt la anh lộ ra vẻ hoảng sợ thất thanh nói, chấn thiên tháp. Trong thanh âm hắn mang theo kinh ngạc cùng chấn động. Đại gia cũng đồng thời phát hiện, cự tháp giữa bầu trời thật cùng chấn thiên tháp của La Anh này cực kỳ tương tự, từng cái từng cái lộ ra vẻ cổ quái. Trương Sùng nghi ngờ nói, lão La, chấn thiên tháp của ngươi lẽ nào là một đôi? La Anh ngơ ngác nói, một đôi? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chấn thiên tháp của ta chính là một vị đại thuật luyện sư trước đây, căn cứ một siêu phẩm huyền khí trong sách cổ ghi chép phòng chế thành, tuyệt đối là tồn tại độc nhất vô nhị chưa dùng câu mày nói cái này liền kỳ quái hắn ngửa mặt lên trời nói tháp kia thực sự là quá giống đột nhiên thôi bác quát lên không được tháp kia mục đích là nơi đây mọi người tản ra ta xem tháp này vô cùng quái lạ mặc dù không phải chấn thiên tháp nhưng uy lực cũng không nhỏ theo cự tháp tới gần tất cả mọi người là trong giây lát nhanh chóng tản ra để chống một khối khu vực chân không cự tháp kia rốt cục ở trong mắt mọi người lộ ra toàn bộ chân thân âm âm mà xuống mà mục tiêu chính là chấn thiên tháp của la anh âm 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 hai tòa tháp hầu như giống nhau như đúc lẫn nhau va chạm, tuôn ra năng lượng khổng lồ rung động, từng vòng khuếch tán ra, nguyên bản đại địa khắp nơi thế lương càng nứt ra không thành bộ dạng, thật giống như thế giới tận thế. Sức mạnh này một làn sóng che lại một làn sóng, đầy đủ chấn động thời gian uống cạn chén trà mới dừng lại. Phúc, những vũ giả của bảy đại thương hội ở dưới dư âm liền bị thương tàng lớn, từng cái từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. La Huy ngươi làm sao? Trương Sùng trong dây lát phát hiện sắc mặt La Anh hoàn toàn trắng bệch, không có một chút màu máu nào chỉ là cực kỳ sợ hãi nhìn phía trước dư âm đẩy lui huyên náo tan mất cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người triệt để choáng váng ở dưới hai tháp chấn động chỗ chấn thiên tháp trước kia đứng vẫn như cũ là chấn thiên tháp đứng ở đó chỉ là khí tức càng thêm hùng vĩ trang nghiêm tản mát ra khí tức trực tiếp rung động lòng người phốc la anh lần thứ hai phun ra một ngụm máu cả người trong nháy mắt uể oải đi khó có thể tin tưởng được ngơ ngác nói đây là đây là lẽ nào đây mới thực là chấn thiên tháp Lời của hắn ở trong tai mọi người truyền ra, tất cả đều bỗng nhiên hút ngụm hơi lạnh, cảm thấy một trận cả người rét run. Chỉ thấy bốn phía chấn thiên tháp này, giải rác mảnh vỡ huyền khí, chính là chấn thiên tháp lúc trước của La Anh, chính là hắn dùng huyết khí ẩn dưỡng huyền khí cấp 9, bị triệt để tổn hại, trực tiếp phản phệ đến trong cơ thể hắn, làm cho cả người trọng thương. Chấn thiên tháp chân chính, Cần Đan Hà hoàng sợ nói, "Này, này há không phải là siêu phẩm huyền khí sao?" Tất cả mọi người đều triệt để choáng váng, ở dưới thể xác cùng tinh thần luân phiên bị hành hạ, chỉ cảm thấy hơi choáng. Khí tức trên cự tháp hùng vĩ kia chậm rãi thu nạp, cửa tháp dần dần mở ra, một nam tử thể trạng cường tráng từ bên trong đi ra. Còn có một con ngạc ngư nằm ở cửa tháp không nhúc nhích, hắn nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài sừng sốt một chút, hắn tự lẩm bẩm, hừm đây là địa phương nào? Không ít người, lẽ nào ta rơi xuống trong phố xá sầm uất? Không đúng, rõ ràng là một mảnh hoang vu mà." Nam tử này thân mang một bộ trang phục quái lạ, vóc người của hắn so với người bình thường cao lớn hơn không ít, trên da tay ngăm đen họa đầy hoa văn cổ quái kỳ lạ trải rộng toàn thân trong mơ hồ lộ ra cảm giác cực kỳ mạnh hắn dùng mũi ở trên khâu trung ngửi mấy lần lộ ra vẻ ngột ngạt nói hùng trong không khí có sóng năng lượng dày đặc các người đánh nhau hắn nhìn người thương minh một mặt khiếp sợ sắc mặt kinh ngạc biến mất đổi thành một nụ cười quỷ dị lộ ra hàm răng trắng noãn lúc này ngạc ngư vẫn bình thường cũng từ trong tháp đi ra chậm rãi bò đến dưới chân nam tử lười biếng khép hờ mắt tựa hồ ngủ ngươi là người phương nào thôi bác trầm giọng nói Tại sao lại có Trấn Thiên Tháp?" Hắn một mặt hỏi dò, một bên chậm rãi tích trữ sức mạnh. Người này xuất hiện cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tuy rằng bọn họ người đông thế mạnh, nhưng hiện tại hơn nửa còn chưa khôi phục, hơn nữa ở dưới Trấn Thiên Tháp oanh kích, không ít người lại thêm thương mới. Trấn Thiên Tháp, nam tử ngạc nhiên một thoáng, lập tức chỉ vào cự tháp phía sau nói, "Ngươi nói chính là cái này. Các ngươi đem nó gọi là Trấn Thiên Tháp, đây chỉ là một linh kiện hạt nhân của huyền khí mà thôi." Hồi hộp, nội tâm mọi người đều kịch liệt co giật đồ vật có thể một lần đem chấn thiên tháp oanh nát còn chỉ là một linh kiện huyền khí sắc mặt mỗi người đều giống như cướp ngâm khó coi đến cực điểm làm sao không tin nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười trong tay hiện ra một cái quyết ấn cự tháp nhanh chóng co rút lại rơi vào trong lòng bàn tay của hắn sau đó một vùng thế giới ở bốn phía tháp biến hóa ra không ngừng mở rộng muốn đem tất cả mọi người bao phủ vào chưa dùng sợ hãi giống một tiếng bỗng nhiên nổi lên mấy đạo ánh sáng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay liền mạnh mẽ vỗ ra giống to mau lui lại, hắn muốn đem chúng ta thu vào. Một lời thức tỉnh, tất cả mọi người ngơ ngác lui ra. Có thể sống đến hiện tại, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, tuy rằng tất cả đều chưa khôi phục sức khỏe, nhưng phản ứng bản năng cùng thực lực là không thể khinh thường. Ồ, không phải các ngươi muốn xem sao, làm sao lại sợ. Nam tử khà khà nở nụ cười, chưa tức nhìn mọi người. Nhưng quang nhiễm cả giận nói, ngươi đến cùng là người phương nào, muốn làm gì? Ta là người phương nào? Nam tử ôm đầu nghĩ một trận nói, các ngươi có thể gọi ta là đế quân, còn ta làm cái gì? Kha kha. Hắn bỗng nhiên một cước đá ngạc ngư ra ngoài, cười to nói, khởi công rồi. Thân thể ngạc ngư ở trên khâu trung lăn lộn, liên tục vùng vẫy mấy lần biểu thị bất mãn, sau đó thân thể từ từ giải phóng, hóa thành một đạo cương phong ác liệt, gào thét mà lên, càng quyển càng lớn, hóa thành một mảnh phong chi hải dương, hướng về tất cả mọi người lan tràn mà đi. Nguyên Tố Hóa Hình, thôi bác giật nảy cả mình, sợ hãi nói, mọi người cẩn thận. Tất cả mọi người đồng thời trở ra, hướng bốn phía tán đi có chút người tốc độ chậm trực tiếp bị cương phong dính lên nửa điểm cả người trong nháy mắt biến thành hóa thạch cương phong lại thổi một hơi đột nhiên tan vỡ hóa thành bụi phấn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa